Hôm nay các bạn chơi một cái kèo iRot phần thưởng nha, 200.000 đô la được chia đều nha tất cả các bạn. Đầu tiên thì các bạn chỉ việc đăng ký và KC rồi để đó nha các bạn, như nào mà nó nào rút tiền được thì mình sẽ làm video hướng dẫn rút tiền các bạn. Đầu tiên thì các bạn đăng ký một cái tài khoản nha các bạn. Rồi đầu tiên email đầu tiên thì các bạn bấm email và mật khẩu và xác nhận mật khẩu các bạn. Các bạn bấm vào nút tôi đồng ý và điều kiện sử dụng nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút sign up to win. Rồi bấm vào captcha tôi không phải là người máy. Kèo này là rất ngon các bạn. Kèo này như cái kèo Coinbit là như cái kèo kit á, là ba kèo hot nhất năm 2019 nha các bạn. Còn mấy cái kèo kia thì KIC các bạn nhận được khoảng 3 đô 10 đô kiếm đồng như cái kèo mà kiếm đồng Litecoin á các bạn. Rồi các bạn nhắm vào, nếu không có gì hãy nhấp bỏ qua, chọn xe gắn máy rồi. Rồi tiếp theo. Chọn hình xe đạp. Các bạn nghĩ là mình đã qua được cái mức ái đầu tiên là cái mức ái cấp trang các bạn. Nè, làm thế nào để nó hoạt động các bạn thì vô đây tự tìm hiểu nha. Bước 2 là sắp ra mắt, chia sẻ, theo dõi và nạp tiền vé các bạn. Bạn sẽ nhận được 2 vé cho mọi người giới thiệu họ cùng với vé phương tiện giao thông xã hội. Bước 3 kích hoạt vé trên MS. Bước 4 tiếp tục kiếm tiền từ các lượt từ giới thiệu của bạn các bạn. Rồi. Rồi các bạn bấm vào nút sign up to win nha, rồi xác nhận địa chỉ email của bạn, rồi các bạn vô hộp thư Gmail nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra đi. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nha các bạn. Mình sẽ tìm những cái kèo nào cực ngon cho các bạn chơi nha các bạn. Rồi Litecoin exchange nha các bạn. Support đây có chen đó các bạn, con nhấp vào về hộp thư chính luôn các bạn, chứ không phải hộp thư spam như là con cái đồng có biết nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào cái mục happy link này các bạn, à mục này nè các bạn. Rồi các bạn thoát ra đi, các bạn bấm vào nút confirm you email nữa các bạn. Nãy mình bấm vào nút lộn nút telegram của nó. Các bạn kiếm phần thưởng này được chia đều 200.000 USD nha các bạn. Các bạn chỉ việc đăng ký và KYC thành công rồi. Nè. Rồi bắt quật nha các bạn. Vậy đây mình share lại các bạn. Rồi mình bấm sign up. Đăng nhập. Rồi các bạn, mình đã đăng nhập thành công rồi các bạn. Rồi làm thế nào để mình nhận được cái phần thưởng các bạn? Các bạn phải KYC nha các bạn. Rồi nha các bạn vô một hồ sơ đang mình KYC nha các bạn. Rồi vui lòng xác thực hai yếu tố. Các bạn ơi, nó kêu mình xác nhận mật khẩu 2FA đó các bạn ơi. Rồi nha, mình sẽ hướng dẫn các bạn vô KYC nha các bạn. Các bạn bấm cái nút vô chữ 2FA nè các bạn. Tàn tắt nè. Rồi, các bạn nhập 2 mã. Các bạn copy cái mã này nha các bạn. Mã 2FA nè các bạn. Copy nha. Rồi, các bạn tải về cái Google trình duyệt này, mình trình duyệt Cao Thiên nha các bạn. Mình có để cái link dưới phần mô tả luôn cho các bạn đấy. Rồi các bạn mở cái trình duyệt đó lên, rồi các bạn bấm nút bắt đầu. Rồi các bạn nhập khóa được cung cấp, tên tài khoản, khóa của bạn. Rồi các bạn dán cái địa chỉ này vô. Khoan, tên tài khoản này mình coi tên gì. Rồi tên tài khoản là Emirates, các bạn bắt cái địa chỉ hồi nãy mình copy vô nha các bạn.
Rồi các bạn nút bấm nút thêm. Rồi một hai nó chỉ là được có 1 phút rồi các bạn. Rồi mình copy đi các bạn. Rồi đã xong nhé, tôi tạm các bạn thêm vào, các bạn qua cái trang hồi nãy nha các bạn. Các bạn chết mẹ. Các bạn ơi, cái tên tài khoản hồi nãy mình viết lộn rồi, email address mới đúng các bạn ơi. Mình dán vô nha các bạn. Lộn rồi. Rồi mình copy cái mã hồi nãy qua các bạn. Cái tên tài khoản là email address gì nữa các bạn. Rồi các bạn paste cái địa chỉ nãy vô nha các bạn, rồi bấm nút thêm nha các bạn. Rồi mật khẩu là 0796. Thôi có nó chỉ có 1 phút mà nghe các bạn. Thằng đây mình cho nó chạy hết luôn đi các bạn ơi. Giờ cái này chạy gần hết rồi, mình vô mình paste cũng không kịp nữa. Vô rồi. Rồi email address sao chép rồi. Qua bát vô nghe các bạn. Bát vô cái interface code này nè. Trời ghét cái này. Rồi đó các bạn. Như vậy là cái mật khẩu của mình đã thành công rồi các bạn. Rồi các bạn điền thông tin verify mail vô form các bạn. Form nữa các bạn. Rồi nghe các bạn, sau khi các bạn đã ấy kích hoạt cái mật khẩu 2FA rồi, các bạn vô xác minh nha các bạn. Tiền gửi rút tiền dịch, giờ các bạn vô xác minh điện thoại này các bạn. Các bạn vô nút xác minh điện thoại này các bạn. Rồi ở đây các bạn KYC là 3-1 này nha các bạn. Các bạn đầu tiên các bạn nhập số điện thoại vô các bạn. Rồi xác minh. Thôi vậy video của mình đến đây đã nhập số điện thoại rồi ấy. Video mình kết thúc đi các bạn. Việc xác minh này mình sẽ làm sao cho các bạn các bạn. Vì trời đã tối rồi các bạn, mình không có tập sẵn rồi nên mình sẽ hẹn lại các bạn cái vụ mà xác minh danh tính này sau với các bạn. Vì chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Giờ mình không có tập sao xác minh được.